Hơn 200 em thiếu nhi thiểu năng trí tuệ, người khuyết tật đến từ nhiều trung tâm nuôi dạy trẻ em khuyết tật, trường khiếm thính, hội người mù tỉnh Lâm Đồng trên địa bàn thành phố Đà Lạt đã có một chương trình giao lưu âm nhạc đầy thân thiện ấm áp vào tối 19 tháng 4 2014 tại Rạp Hòa Bình, phường 1, thành phố Đà Lạt. Với chủ đề đồng hành, chương trình do Hiệp hội Hỗ trợ Giáo dục Đặc biệt Hàn Quốc COICA, Trung tâm Hỗ trợ Giáo dục Đặc biệt tỉnh Lâm Đồng phối hợp tổ chức. Nhiều tiết mục do các em khiếm thính, khiếm thị biểu diễn đã gây nhiều xúc động cho khán giả. Mỗi ca khúc là một thông điệp mà các em muốn nhắn gửi đến mọi người rằng tàn mà không phế, các em vẫn có thể làm được nhiều điều, cảm nhận được nhiều vấn đề trong cuộc sống. Song song với các tiết mục do chính người khuyết tật biểu diễn là những phần giao lưu của khán giả và khách mời tham dự chương trình. Phát biểu tại đêm nhạc, ông Yoo Tae-hyung, nguyên đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam cho rằng đây là chương trình có ý nghĩa sâu sắc. Hy vọng những đêm nhạc như vậy sẽ xích lại gần nhau hơn.